Xin được chuyển tới câu hỏi kế tiếp cho Đào Tràng Tùy Duyên Hà Tĩnh, và xin máy của bác Nguyên Mai Hoa Vũ Quốc Bỉ sẽ chuẩn bị âm thanh A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi cho ban Đức Tú đang ở trên YouTube. Gia đình con kính chào sư thầy, sư cô, kính chào thầy Diệu Âm cùng các ông bà, cô chú bác, anh chị đến được chỗ hôm nay. Thưa thầy, con có một câu hỏi, xin thầy được chỉ dạy và có phần tỉ mỉ ông thầy và ban tổ chức quan hệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy Diệu Âm, cách đây 2 tháng bố vợ con phát hiện bị bệnh ung thư thực quản, đã di căn sáng tùy. Cả nhà con chưa ai tin vào Phật pháp, chỉ có mẹ vợ con là thi thoảng có đi chùa lễ Phật, chứ chưa thực sự tin. Vì chưa hiểu Phật pháp nên trong nhà vẫn chứa chất hành tỏi nhiều, gia đình vẫn chưa ăn chay. Cha mẹ con là người rất hiền lành, rất có tình cảm với mọi người. Những ngày trong bệnh viện con đưa những lời thầy dạy để trao đổi, làm tư tưởng với cha. Về mặt thế gian thì tinh thần cha con có phần mạnh dạn hơn, lạc quan hơn trong việc bệnh tật sống chết. Cha con cũng buông việc giữ tiền bạc, đất đai, nhà cửa, vì anh em vợ chồng chúng con chưa tốt nên tuy không nói nhưng con thấy cha vẫn buồn lòng về chúng con. Cha không ghét hay bực người nào, các chú bác anh em của cha rất đoàn kết và thương nhau nên cũng rất muốn hỗ trợ cho cha trong tình cảm và sự việc thế gian. Vì gia đình con chưa tin vào phương pháp hộ niệm nên con chưa mời bán hộ niệm cho cha. Mấy lần con mở khuyên người niệm Phật cho cha nghe thì mỗi lúc mở là cha ngủ rất ngon, nhưng cha vẫn không muốn nghe. Cha vẫn còn thích mở nghe nhạc đỏ, nhạc quê hương và radio. Những lúc như vậy thì con thấy cha có phần trằn trọc, đầu óc cứ kiểu bâng quơ. Con đã khuyên cha lên chôm nghe thầy giảng nhưng lên thì có phần miễn cường. Con rất muốn khuyên cha niệm Phật cầu vãng sanh và muốn tổ chức hộ niệm cho cha nhưng không biết làm thế nào. Chính thầy chỉ dạy cho con thành kính tri ân thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tất cả đều do tự mỗi người quyết định lấy. Chẳng khác gì trước đây có một câu hỏi là tại sao Đại Mục Kiền Liên là một vị Đại Bồ Tát đắc quả trong thời của Đức Thế Tôn mà cứu mẹ không được, không dám khuyên mẹ niệm Phật. Chính Đức Thế Tôn cũng dạy cho Ngài Đại Mục Kiền Liên là ngày rằm tháng 7 đem tất cả những thần tông đạo lực của Ngài lập một cái lễ tái tăng mà cúng dường cho 10 phương pháp giới chư thánh tăng, để nhờ cái lực đó mà giúp mẹ mình vượt qua cõi địa ngục, chứ không phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vậy thấy không? Cho nên cái điều quan trọng là tự người cha mình phải tin, tự người bệnh phải tin. Phải không bác Trí Thịnh? Phải không bác Diệu Ngân? Một đời tu hành sau cùng không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Phật cũng đành tùy duyên chứ không thể nào làm gì khác. Ví dụ như muốn nghe pháp Phật không chịu nghe mà cứ nghe nhạc thế gian thì cái đấy là ý nguyện của cha mình. Người cha này phải đổi. Ví dụ như muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì hành tội ngũ tông phải kiêng cử, không kiêng cử thì Phật cũng đành chịu thua. Tại vì nghiệp chướng của mình nặng quá. Niệm Phật một vài năm không phải là xóa tan hết tất cả nghiệp chướng đâu. Như vậy thì nghiệp báo của mình vô cùng nặng nề, ứng hiện ra bất cứ lúc nào. Bệnh hoạn là nghiệp báo đang xảy ra, ung thư di căn này di căn nọ là nghiệp chứng như sao. Đã thấy như vậy mà không quyết lòng đi, không kiên cường anh này, thì có thiên lắm hộ pháp nào bảo vệ cho chúng ta. Như vậy rõ ràng là khó trống khó. Tự mỗi người chúng ta hãy phát tâm tin tưởng. Thấy rất nhiều người đã tin tưởng vững vàng và ra đi thăng tiến tốt đẹp là một cái gương cho chúng ta tin để tự mình quyết định mà giúp cho mình vượt qua cái ách đạn của sanh tử khổ nạn này, thoát qua cái tám đồ ác đầu mà theo đại nguyện Đức A Di Đà vãng sanh về Tây Phước Cực Lạc. Nếu mà mình không làm thì không ai có thể giúp cho mình được. Mong chư vị cố gắng lên đường giúp này, coi những hình ảnh người ta vãng sanh đi rồi từ từ ngộ ra. Ta có quyết lòng đi con đường thoát nạn hay ta tiếp tục đi con đường thọ nạn, không ai có thể ngăn che mình được vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.